Mấy chẳng Không ngờ đến Chẳng tạo Không ngờ đến Thiên tạo Không nghe thấy Chị này xin chào các bạn, hôm nay chúng ta học tiếp phần 2 của bài nha. Khoảng trống sợ mà sợ mà. Tha chinh rãn khảo lợi đi. Yiming. Ta chinh kao di Yiming. Không ngờ rằng cô ấy đã đạt vị trí đầu tiên trong kỳ thi. Ta là cô ấy. Rán. Trong câu này có nghĩa là mà vậy mà nhưng mà nó nói đến cái sự bất ngờ cái sự bất ngờ khảo lợ thi ti y miễn hạng nhất phía đằng trước cái vé đằng trước là từ nào từ nào rồi tới tiếp theo là ta chinh rãn khảo lợ ti y miễn không ngờ rằng cô ấy đã đạt vị trí đầu tiên trong kỳ thi thì phía bên dưới có ba ô vuông kèm theo ba từ để chúng ta tìm ra cái từ nào không sử dụng trong câu này đánh dấu ít vào ô nha và từ thứ nhất hồi nãy trên này cũng có đọc qua rồi và chúng ta cũng có biết cái nghĩa của nó rồi ha từ thứ nhất mày xẻng nghĩa là không ngờ đến hoặc là không ngờ này để tiếng việt ở đây nha và từ thứ hai nghĩa là gì cũng là không ngờ đến không ngờ hai từ này cái ô thứ nhất và ô thứ hai nghĩa nó cũng giống như nhau thôi ha và cái ô thứ ba và từ thứ ba thiên bủ to thiên bủ to không nghe thấy không nghe thấy cái từ này thấy nó trước quốc trong câu rồi thì đương nhiên mình đọc qua thì mình biết cái từ này là sai rồi cho nên đánh dấu ít luôn ha đánh dấu ít vào trong ô này luôn cho nên chúng ta đánh dấu ít vào trong câu này luôn nha nghe thấy không không dùng được không dùng được trong câu và hai từ từ thứ nhất từ thứ hai đều có thể dùng được trong câu nha bây giờ trên này sẽ chúng ta sẽ thêm vào đây coi thêm vào đây chúng ta thêm vào mấy sẵn tạo ta chinh khảo lợ ti y miễn không ngờ cô ấy đã đạt vị trí đầu tiên trong kỳ thi và từ thứ hai cũng vậy ý nghĩa cũng giống nhau thôi ha ý nghĩa cũng giống nhau và chúng ta điền vào điền vào chẳng bù ta chinh rán khảo lợ ti y miễn không ngờ rằng cô ấy đã đạt vị trí đầu tiên trong kỳ thi cái thứ nhất và câu thứ hai đều sử dụng được trong câu và nghĩa của nó cũng giống nhau hết chỉ có cái từ thứ ba là thiên bù đạo không nghe thấy nó trước quốc trong câu. Từ vận tiếng Trung và cách làm bài tập của này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha. này xin thân ái. Chào tạm biệt các bạn.